Xin chào mọi người nha. Hôm nay là tiếp tục đi săn hàng các bạn. Ê, đến mùa săn hàng, săn đi con 10x rồi, là nhỏ nó dễ lôi. Hồ này đổ được 3-4 hôm nay đã có tăm vào, chưa thấy gì. Đánh đăng xê đăng được con chăm chưa nào. Ưu ngại đường con các bạn. Đó là cái lăng xê. Cái lăng xê này. Này. Ghi điểm. Đó là lăng xê. Gặp mối hương ly. Xiên viên ngô ở đây. Hàng đấy. Đấy. Đây là con chép. Đấy, về đó. Đây miết ác, miết to, nhỏ quá. Hay là chưa phá? Chưa phá, đấy chưa? Đấy, thôi. Cái mà.